Ngày 11 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Đầm Dơi Nguyễn Phương Bình có buổi đến tham quan các sản phẩm OCOP của huyện Đầm Dơi tham gia Festival tỉnh Cà Mau năm 2023. Theo đó, huyện có 40 sản phẩm của 12 chủ thể tham gia trưng bày sản phẩm lần này. Sau hơn một ngày trưng bày các sản phẩm OCOP của huyện, cũng đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan và mua sắm. Festival Tôm Cà Mau và Diễn đàn Kết nối Sản phẩm OCOP Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2023 là sự khẳng định và tôn vinh người nuôi tôm, góp phần đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến với người tiêu dùng. Đây còn là dịp để tỉnh Cà Mau nói chung và huyện Đầm Dơi nói riêng giới thiệu quảng bá những giá trị ngành hàng thủy sản và các sản phẩm OCOP đặc sắc, trong đó có con tôm.